Em xin chào bà con và các bạn. Hôm nay em đi thu hoạch tai tượng, sẵn em quay cái video clip chia sẻ cho bà con và các bạn xem tham khảo về cái ao tai tượng và cái cách mà em đi thu hoạch tai tượng. Ở cái video clip em thu hoạch bông súng thì cũng có hứa với bà con và các bạn là sẽ quay cái ao tai tượng. Thì sẵn hôm nay em đi thu hoạch rồi em quay chia sẻ cho bà con và các bạn mình xem tham khảo. Thì ở đây mình tận dụng mương vườn để trồng thêm tai tượng và bông súng. Thì mình trồng hai loại rau này nó cũng không có tốn phân thuốc. Mình tận dụng được cái lượng phân dư thừa trên mặt liếp vườn khi mà mình bón, cộng thêm việc mình tưới nước và trời mưa, nó cũng cuốn trôi một số cái lượng phân dư thừa xuống đáy ao. Cộng thêm sát bã động thực vật, nó tạo thành một cái lớp mùng phân hữu cơ để cây trồng nó phát triển rất là tốt. Dạ, đó cũng là lý do mà bà con và các bạn thấy một số nhà vườn hàng năm là mình bồi bùn bằng việc mình vét bùn ở dưới đáy ao để tô lên mặt liếp. Quay lại việc mà em đi thu hoạch tai tượng á, thì bà con và các bạn mình cũng có thể thấy là những cái đợt tai tượng nó rất là mập và nhìn rất là non. Khi mà mình thu hoạch cái đợt tai tượng này á, thì mình vào mình rửa, mình ngâm nước muối và mình sử dụng liền thì nó rất là ngon. Đối với cái đợt tai tượng này thì mình có thể là mình ăn sống hoặc là mình nấu canh chua, nhúng lẩu. Sẵn em chia sẻ về cách mình thu hoạch đợt tai tượng. Khi mà mình thu hoạch những cái đợt tai tượng như vậy thì tai tượng nó vẫn ra cái đợt mới và cái đợt non nó lồng vô cái đợt mình đang thu hoạch. Thì bà con và các bạn mình nhổ cẩn thận. Khi mà mình nhổ quen tay thì nó sẽ không có đứt được cái đọt non mới. Thì ở đây em sẽ nhổ một cái đọt này, nhổ đúng cách cho bà con và các bạn mình xem. Thì ở dưới mặt nước á, thì mình không có chia sẻ được rồi, thì mình dùng cái tay mình cảm giác và mình nhổ lên. Đây là mình nhổ một cái đọt tai tượng đúng cách, và đây là những cái đọt mà mình nhổ đúng cách là nó không bị đứt những cái đọt non của tai tượng nó mới nhú. Và đây em sẽ nhổ một cái trường hợp không đúng cách cho bà con và các bạn mình quan sát. Nhổ không đúng cách là khi mà mình thu hoạch cái đọt tai tượng và mình nhổ luôn cái đọt non nó mới nhú. Nếu mà mình nhổ như vậy thì nó đứt luôn cái đọt non, thì cái lứa sau thì mình không có thu hoạch được nữa và làm cái cây tai tượng nó chậm phát triển. Em xin chào bà con và các bạn. Em xin dừng cái video clip chia sẻ về cái ao tai tượng và cái việc mình thu hoạch tai tượng đúng cách để giúp cho tai tượng sớm phục hồi và phát triển. Em xin chào bà con và các bạn.